Ok, chúng ta tiếp tục tới bài số 24 trong cái loạt sơ học 3DS Max thiết kế nội thất online mới nhất. Trước mắt các bạn đang là cái hình ảnh sản phẩm bài số 23 mà tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ. Một cái kệ trang trí với cái đối tượng Edit đã được cải tiến nâng cấp vô cùng mạnh mẽ trong cái phiên bản 3DS Max 2023 này. Nhưng nhìn chung công cụ thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất đó chính là cái tư duy thông minh trong cái vấn đề nhìn nhận cái sự việc, cái sự vật. Sau đó chúng ta sẽ phân tích cũng như đưa ra một cái phương án làm việc làm sao cho hiệu quả nhất. Và nhắc lại với các bạn một lần nữa, tôi đã khuyến cáo các bạn là khi mà xem xong từng cái clip, thực hành lại theo. Nhưng không chỉ một lần mà các bạn nên làm ít nhất khoảng tầm 3 lần. Vẽ lại cái bài đó. Thì tôi đảm bảo đến cái clip kế tiếp, những cái thao tác hay là những cái kiến thức mà tôi chia sẻ, các bạn sẽ rất là dễ hấp thụ học nó là cả một quá trình đừng có trộn rộn tôi thấy nhiều bạn cũng rất là kỳ cục liên lạc với tôi hỏi mua luôn cái bộ ba spark nâng cao các thể loại mà trong khi cơ bản thì còn đang rất là lung tung cuộc đời còn dài mà sao phải vội thế nhỉ rồi antenna w f f vẽ là tấm plan chuột phải f 3 f 4 vào cái bài số 24 mươi Buổi này nhẹ nhàng tình cảm. Chuột phải, chuột phải. Chuột phải tấm hình chọn property. Detail vuông luôn. 2 ngàn, 2 ngàn. Thì rõ ràng đây là một cái kiểu bộ bàn ghế dành cho học sinh, đúng không? Người lớn ngồi thì cũng được. Nhìn nó không trang trọng lịch sự lắm thôi. Thế cái kiểu bàn mà đóng liền với cái kệ này, trên thị trường cũng có khá là nhiều loại. Nếu mà cái loại mà chỉ dành cho những cái học sinh tiểu học thì cái chiều cao bàn nó cũng sẽ thấp so với cái bàn mà dành cho người lớn làm việc. Đồng thời cái ghế này nó cũng thấp theo luôn. Nhưng mà nếu mà cỡ học sinh cấp 2 rồi cấp 3 trở lên thì cũng không nhất thiết chúng ta phải làm cái bàn với một chiều cao thấp như vậy. Bởi vì đặc thù của nó chỉ phục vụ cho cái lứa học sinh cấp tiểu học mà thôi. Người lớn ngồi không nổi. Còn nếu các bạn làm cái bàn người lớn thì thực ra học sinh mà như cấp 2, cấp 3 nó vẫn ngồi ok mà. Ngay ở cấp 1 thì nó cũng ngồi được. Lúc leo lên cái ghế này thì nó leo trèo một chút thôi. Cũng đâu có nguy hiểm gì. Nhưng bù lại thì chúng ta có thể tận dụng cái bộ bàn ghế đó. Phục vụ cho người lớn làm việc luôn. Nên ở đây tôi sẽ lấy cho nó kích thước chiều cao giống như người lớn chỉ riêng đối với ghế tôi không hài lòng lắm bởi vì cái dòng ghế này không thể thay đổi chiều cao được còn nít thì dù sao cái chiều cao lưng của nó cũng tương đối nhỏ so với người lớn nên là khi mà ngồi với cái bàn của chúng ta thường làm việc nó phải nâng cái chiều cao ghế lên thì ngồi nó mới phù hợp chứ không là mắt dí lên quần vở ngay tất nhiên là tôi dựa trên cái bối cảnh này dựa vào cái tỷ lệ những cái đồ trong không gian và tôi phán đoán cái bộ bàn ghế này nó phục vụ cho cái lứa học sinh đó đó từ cấp 2 trở lên nha Ok rất đơn giản tôi sẽ thể hiện cái phần bàn này trước phần kệ chúng ta vẽ xong và tất cả nó liền khối luôn các bạn vẽ rời ra cũng được ở đây một tấm ở đây một tấm nhưng vẽ rời trong cái trường hợp nào đó là khi các bạn làm kiếm tiền lùa theo kiểu đó cho nó nhanh còn ở đây chúng ta đang muốn rèn luyện cả những lệnh mà chúng ta đã học thì nhìn với tỷ lệ bàn này Chiều cao 750 Chiều ngang cỡ này Thì tôi đoán cái bàn này Chỉ dài cỡ 1 mét thôi Không tới 1 2 Chiều sâu 600 Tất nhiên rồi Triển khai luôn Gỗ này gỗ 18 Can trôn bốc Chuột phải Chiều sâu 600 Độ dài 18 ly. Chiều cao. Mặt bàn cũng 18 ly luôn. Tính tròn 20 đây. 730. Kế tiếp. Convert sang Editor Poly đúng không? Kích vào biểu tượng này. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm vậy nữa. Bởi vì khi mà tôi kích vào Convert tôi Editor Poly. Thì ngay lập tức cái đối tượng này của tôi. Nó biến thành đối tượng Poly và tôi muốn quay trở lại cái đối tượng gốc là không thể. Điều này tương đối là bất tiện, nhất là khi mà các bạn dựng những cái model mà nó có tính chất nâng cao phức tạp. Nên là tôi sẽ Ctrl Z lại. Và modify list. Bấm chữ E, chọn edit poly. Edit có nghĩa là biên tập biên tập cái đối tượng này thành cái đối tượng poly. Nhưng bởi vì nó là modify nên trong quá trình làm ấy, mà các bạn chỉnh sửa sai sót ở đâu đó nhưng quay lại những cái bước trước quá là khó khăn chúng ta hoàn toàn có thể kích vào cái thùng rác này. xóa luôn cái modify đó ngon chưa nên từ bây giờ các bạn sẽ không dùng convert từ edit poly nha tùy một số những trường hợp cụ thể thì chúng ta mới convert thôi còn lại khuyến khích nên sử dụng edit poly rất nhanh chóng tôi sẽ kích vào biểu tượng này Configure Modify Set Kích vào đây Total Button Thêm một nút nữa Bấm chữ E Chọn Edit Poly Đây Kéo sang Ok luôn Edit Poly Và rõ ràng trong cái bảng Modify này Các bạn thấy rằng nó cũng giống hệt Với đối tượng Edit Poly Rồi với cái mặt bàn này Tôi sẽ chọn cái độ 4 chọn mặt này. Chuột phải, ấy chút lên. 18 ly. Ok. Kế tiếp, chọn mặt này, chuột phải, ấy chút. Nếu muốn tính chính xác tính cả phù bì 11 m thì các bạn sẽ trừ đi đâu đó khoảng tầm 4 phân. Nghĩa là tôi sẽ ít chút cái đoạn này ra một đoạn là 960 đúng không? Kế tiếp, lại chuột phải, ít chút. Nhập cái này là 18. Ok luôn. Làm kiến trúc về nội thất, nó thuộc cái nhóm ngành gọi là vừa kỹ thuật, vừa mỹ thuật. Các bạn cũng phải có cái năng khiếu tính toán giống như kiểu là nhà toán học. Đồng thời phải có cái tâm hồn nghệ sĩ. Khó quá đi. Rồi, chọn mặt này. Lần này nhanh hơn, tôi sẽ giữ ship. Cầm theo trục Z kéo xuống Copy luôn Kế tiếp bấm SC lên Cầm theo trục Z dí về điểm này Nhanh không? Tất nhiên là tôi vừa nói vừa làm thì nó sẽ hơi lâu Còn khi các bạn làm phập 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 Thì nó rất là nhanh Các bạn làm tới khúc này đi Stop Ok, ở đây tôi có một thành dưới Thành trên Khá là chắc chắn Để rằng giữ hai cái chân bàn ở chúng ta đúng không? Tránh lắc lư cái thanh phía dưới này các bạn có thể lấy cho nó một đoạn đâu đó khoảng tầm một tấc. Còn cái thanh hậu phía trên lấy cho nó khoảng tầm 2 tấc. Thì rõ ràng ở đây tôi sẽ phải xuất hiện cái mặt đúng không? Poly ở đây này, ở đây này thì đây chúng ta mới có một mặt tương tự phía trên này. Đây cũng phải có mặt. Có nét cạnh thôi. Antenna số kích đây. Chuột phải bấm số 2 bật bắt điểm này. dí vào đây giật lùi lại trừ 18 kế tiếp Antonat 1 kích đây chuột phải bật bắt điểm này giật lên một tấc tương tự Antonat 1 kích đây chuột phải dí lên đây trừ hai tấc rồi chọn cái đầu 4 này chọn bàn này giữ control bàn này tắt bắt điểm đi đứng vùng nhìn front này giữ shift copy ở đây luôn cho nó hơi ngập một chút đó kiểm tra lại những cái điểm này. bấm số 1 kích giật giật ngon chưa góc này bật F3 lên giật giật Quá tuyệt vời luôn kích kiểm tra những cái phiên bản mắc trước mà làm như vậy là cái cạnh như nó hở này đối với cái phần kệ phía trên nhìn vào tỷ lệ các bạn có thể đoán được cái chiều cao này à dường như nó bằng luôn với cái chiều dài của cái bàn nghĩa là cao cũng khoảng tầm 1 mét hợp lý rồi còn gì tổng chiều cao là mét bảy như vậy là tay chúng ta khi mà đứng thì hoàn toàn có thể với được những cái đồ ở đây này ngay cả những cái đồ phía trên này còn chiều sâu chúng ta có thể lấy cho nó cái kích thước hay để chứa những cái khổ giấy kiểu như A4 đi tôi nghĩ là sách của học sinh thì nó sẽ nhỏ hơn một cái điều nữa nếu cái kệ này nó quá sâu cỡ tầm hai trăm rưỡi trở lên cảm giác sâu lắm nhất là với cái bàn kích thước nó nhỏ như này nên tôi nghĩ lấy khoảng tầm sâu hai trăm một hai trăm hai là hợp lý rồi bởi vì phía sau chúng ta còn một cái hậu nữa mà hậu này thường một số đơn vị nó làm gỗ dày chín ly cũng một số đơn vị nó làm dày 18 ly 18 thì liên kết nó chắc chắn hơn 9 thì có vẻ hơi mỏng manh nhưng giảm được chi phí Ok, như vậy là chốt Sâu 201 nha Cái hậu này lấy 9 ly đi, tính tròn 10 ly luôn Thì tổng chiều sâu nó sẽ là 220 Rồi Antenna Số 1, kích đây Chuột phải Bấm Messi lên, dí điểm này Bởi vì đoạn ở đây Chúng ta đã giật ra 2 phân rồi Nên là cái khúc này chúng ta chỉ cần giật lùi lại 200 là đủ Trừ 200 Rồi chọn cái 4 đi Chọn mặt này Giữ Ctrl mặt này Ctrl Ctrl Bấm fc tắt bắt điểm đi Giữ Shift Copy lên luôn Lại bấm fc Cầm theo trục z Dí xuống dưới Giật lên 9.80 Ngon chưa? rồi ít chút thêm hai phân nữa 18 ly luôn ok Chạm bàn này giữ cần trôn bàn này bấm Messi tắt chế độ bắt điểm đi và cần lưu ý này giữ ship cầm ra chỗ ý kéo và khi kéo đấy cho nó ngập vào cái vật thể đối diện một chút chứ còn chạm là vẫn lỗi được chưa cho nó ngập vào đó ok rồi, còn cái thanh này quá đơn giản. Cái thanh hậu này giúp cho chúng ta nó tránh rớt đồ ra phía sau đúng không? Lấy cho nó khoảng 5 phân đi. ALT số 1 kích vào đây, chuột phải. Bấm Messi, cầm theo trục Z, dí xuống. Giật lên 50. Bấm Messi tắt bắt điện. Ngón cái của tôi lúc nào cũng để ở phím Alt. Còn bấm những cái phím khác tôi có thể sử dụng ngón trỏ hoặc ngón giữa chọn cái độ 4 chọn màn này Giữ ship cầm kéo đẩy cho ngập một chút bấm số 1 kích cái điểm này kiểm tra nên làm cẩn thận vào bởi vì nếu mà lưới nó bị lỗi khi mà render nó bị sai vật liệu đi dò rồi sửa nó khóc luôn ok phần phía trên cái hậu này các bạn có thể vẽ rời dí nó vào cũng được hoặc là chúng ta vẽ luôn cái hậu này còn những cái đợt gỗ này thì copy là xong rồi vấn đề chiều cao từ cái đợt gỗ này tới cái mặt bàn là bao nhiêu nhiều đồng chí không để ý đâu. tối thiểu phải chứa được cái màn hình máy vi tính màn hình rời đấy và cái khoảng cách tiết kiệm chúng ta có thể đặt được một cái màn hình máy vi tính thoải mái trong cái khoảng này nó sẽ rơi đâu đó khoảng bốn trăm rưỡi xong chưa ok luôn internet một kích đây chuột phải bấm sc kéo dưới giật lên 400 cái tấm gỗ hậu chúng ta dự tính làm dày khoảng 9 ly và cái đoạn này của tôi nó đang là 18 nên là tôi sẽ phải chia đôi chọn cái cạnh này kích vào ring Tất nhiên phím tắt của chúng ta sẽ là Ctrl nháy đúp đúng không? Nhưng làm như này nó còn mất công hơn. Đây là tùy từng trường hợp thôi. Chọn cạnh này này, Ring. OK, đi đủ một vòng luôn. Nhưng tôi không cần những cạnh này, nên là giữ Alt quét bỏ. Giữ Alt quét bỏ. Chột phải Connect. Như này nó mới chính giữa được. OK bấm số 4 chọn màn này đứng vùng nhìn front này giữ ship kéo ok có những cái đợt gỗ này chúng ta sẽ chia đều ra ô này lấy cho nó 1 phần 3 luôn chọn cái đồ hai quét connect. Ok. Thì khi mà tôi làm như vậy nó lại phát sinh ra một cái điều khá là khó chịu, đó là những cái lưới này của chúng ta nó chạy rất là lằng nhằng. Lý do cái cạnh mà tôi vừa quét để connect thì nó bao gồm cả những cái cạnh dài này. Lại có cả những cạnh ngắn. Và mặc định khi mà chúng ta connect kiểu như vậy thì cái lưới mới được tạo thêm này, lúc nào nó cũng nằm ở chính giữa là center của những cái cạnh Đây nó mới chạy lằng nhằng như này Hình đúng không Đây là tôi sẽ chọn cạnh này Giữ control cạnh này Hoặc đơn giản nhất Các bạn bấm Alt số 1 Kích vào đây Những cái polygon nào chuẩn chỉ Nghĩa là nó vuông Nó có bốn cạnh thì cái lưới của chúng ta đi sẽ đủ luôn đó giống như khu vực này tất cả đều lưới vuông còn cái khu vực này là nó đang bị lỗi cái mặt này nó không phải là mặt chuẩn thực ra dựng hình nâng cao hay là những vật thể nó phức tạp thì các bạn sẽ cần để ý tới lưới đi như nào cho chuẩn còn chúng ta hiện nay đang bắt đầu với những cái phần cơ bản nhất của cái edit of poly được chưa nhỉ đây là cứ bình tĩnh Dần dần thì các bạn sẽ có cái kỹ năng dựng hình trong những cái bài kế tiếp Ok, bấm SC Cầm cái trục Z gì đây Giật lên 18 Kế tiếp Lần này tôi phải chọn cạnh rồi Kích đây Chuột phải, connect Thì nó nằm chính giữa được Ok Rất nhanh chóng tôi sẽ chuột phải, chạm phơ 9 ly Để không xem mần đúng không Ok luôn Chia 3 Quét toàn bộ luôn cho nhanh Trượt phải connect 2 Ok Trượt phải Chamfer Ok Bấm số 4 Chọn mặt này, mặt này, mặt này. Rồi. Đây, đây. Kiểm tra lại xem đủ chưa. Giữ ship, bật bắt điểm lên. Cầm theo trục y, giữ kéo dí vào điểm này. Phải làm như vậy nha. Không lưới nó sẽ bị lỗi đấy. Bấm số 1. Giật giật. Và còn một cái điều cuối cùng cũng rất là quan trọng Đó là tất cả những cái mép của những đối tượng này Về nguyên tắc các bạn không được phép để nó sắc như vậy Cứ nhìn thử những hình ảnh này Chúng ta sẽ thấy những khu vực mép này Nó đâu có sắc Nó hơi vát đi một chút nữa. Thì sau này khi các bạn làm vật liệu Những cái khu vực cạnh Nó mới tạo nên cái highlight Nhớ là ánh sáng nó đánh vào những cái cạnh này Nó làm sáng lên trông cái vật liệu chúng ta nó mới thật và bắt mắt hơn. Nên do đó ở đây tôi sẽ bấm số 2. Chọn những cạnh này. Nháy đúp. Góc này luôn. Cứ nháy đúp vào. quét luôn cho nhanh quét nháy đúp quét mặt phía sau thường dựa vào tường và chúng ta không render nên có thể bỏ qua đây 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 ok kế tiếp chuột phải chọn Chamfer bài hôm trước là chúng ta cũng chamfer đúng không những cái cạnh chamfer ấy, nó lại nằm chính giữa một cái đô gỗ khác đây là nó chỉ đơn thuần là tách ra làm đôi hoặc tách ra làm nhiều cạnh khác còn trong cái trường hợp này cái cạnh mà chúng ta chamfer nó nằm ngay ở vị trí góc nên là nó sẽ bị vát và thường là tôi sẽ lấy cái khoảng này rơi đâu đó tầm 1 ly tới ly rưỡi bấm số 2 thoát ra bấm F4 tắt lưới đi transfer sẽ là cái bước cuối cùng để cho các bạn hoàn thiện cái mô đồ mà các bạn dựng rồi tôi nghĩ buổi này chúng ta tạm dừng tại đây và để mua full bộ video khóa học 3 ds max 2023 thiết kế nội thất online mới nhất được xem những video bị ẩn nhận được cái giáo trình thực hành cũng như là cái sự hỗ trợ tốt nhất của tôi các bạn có thể liên lạc với tôi qua zalo hoặc địa chỉ facebook chúc các bạn học thành công